Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh, cảm các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án 500.000 token, khoảng 10.000 đô la, cái dự án Lucky Unicorn. Đây là một cái dự án iROC và sẽ phát khoảng 421 L99 token và tương đương với khoảng 8 đô la cho 950 random winner nhé. Vì thế cho nên là khi các bạn chatbot ấy, thì nó là random mọi người nhé. Đấy, vì thế là mình cứ nói chung nó là cái chọn ngẫu nhiên ở 950 bạn trong tổng số, ví dụ như kiểu có 200 20.000 bạn làm đi. Đấy, đây là cái website mọi người có thể check qua nhé. BSC ở đây. À, 340 triệu thôi, con này cũng khá là ít. Ở đây là ví dụ mấy cái dự án về game NFT mọi người nha. Đấy. Thì chúng ta check qua qua thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ làm một số nhiệm vụ nhé. Đầu tiên là chúng ta theo dõi cái Twitter này, theo dõi Telegram, hai cái group nha. Mọi người chỉ cần ấn join thôi là đủ, không cần làm gì đâu. Chúng ta sẽ theo dõi Twitter nhé. Ở đây thì mọi người ấn like red stream nhé, xem là có yêu cầu tắt bạn bè gì không, tắt ba bạn mọi người ạ, thì mọi người sẽ ấn tắt thế này này. Chết rồi, ok, quay lại mọi người ấn check, join iRock, submit, iRock end là ngày 19 tháng 9 và trả lại trả vào ngày 21 tháng 9 mọi người nhé. Các bạn ấn vào don Twitter profile, mọi người vào profile ở trên Twitter nhé, các bạn copy lấy link này dán vào đây cho mình. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ dán ví nhé, chúng ta vẫn sử dụng ví chút, ví ở trên chút wallet cũng được nhé. Đây, các bạn đừng sử dụng ví ở trên sàn là được nhé, các bạn sử dụng ví ở chút wallet hoặc là ở trên MetaMask nhé. Đây là ví MetaMask này, còn ở trên chút wallet thì mọi người chọn cái ví BNB của mình mà có màu xanh xanh này này. Đấy, có màu này nhá. Rồi ok, các bạn ấn vào rep này. Ở đây nhé, các bạn sẽ thấy cái link này. Mình sẽ copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia mọi người nhé. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nhé. Và dự án này thì mình sẽ để link ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị cho các bạn cùng tham gia nhé. Đây cái dự án, đây là cái kênh của mình. Các bạn có thể đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.